Và Phương Uyên rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Thưa quý vị, như thường lệ, chương trình phát sóng vào sáng thứ ba sẽ cập nhật đến quý vị khán giả rất nhiều những thông tin xoay quanh thị trường thực phẩm, đặc biệt đó là những ghi nhận về quá trình chăm sóc, thu hoạch nông sản. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, hơn 300 tấn bưởi đào tại các nhà vườn thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai hiện đang rơi vào cảnh ùn ứ và thiếu đầu ra nghiêm trọng. Đứng trước tình hình trên thì nhiều đơn vị đã mang sản phẩm này về tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp người dân có thể vượt qua khó khăn hiện tại. Trong những ngày này, tại cổng Viện Khoa học Nông nghiệp Kỹ thuật miền Nam, quận 1 đã bất ngờ xuất hiện hàng chục ngàn kg bưởi đào. Do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến sức mua giảm, các thương lái không nhập hàng số lượng lớn, nên hiện hợp tác xã bưởi đào Suối Nhác, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang tồn đọng khoảng hơn 300 tấn trái. Bưởi đào Đồng Nai nổi tiếng với màu hồng tươi, bắt mắt, hương thơm dịu và có vị chua ngọt. Cái hàng này thường thường là chuyển ra miền Trung và miền Bắc tiêu thụ. Nhưng hiện nay là khi dịch Covid xảy ra cái thì hiện nay hàng hóa nghĩa là bưởi sẽ không được cắt khỏi cây nên là hiện nay tồn đọng trên vườn khá lớn. Hiện trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như quận 1, quận 10, quận 12 đã xuất hiện nhiều điểm bán bưởi đào Đồng Nai với giá bán chỉ khoảng 15.000 đồng một kg, tức thấp hơn khoảng 3 lần so với bình thường. Đến nay, hơn 40 tấn bưởi đã được tiêu thụ. Đây là hoạt động được Viện Khoa học Nông nghiệp Kỹ thuật miền Nam phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn khối cơ sở, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai. Thưa quý vị, cũng tại tỉnh Đồng Nai, hiện nay đang là thời điểm nhiều nhà vườn đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cây hồ tiêu. Do giá thu mua liên tục xuống thấp nên việc đầu tư chăm sóc đã bị phần nào hạn chế, khiến năng suất vườn hồ tiêu niên vụ này đã tiếp tục sụt giảm so với các năm trước. Xã Lâm Sang là địa phương có diện tích tiêu lớn nhất của huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên việc xử lý ra bông đậu trái gặp khó khăn. Tỷ lệ đậu hạt ít nên năng suất trung bình cũng đã giảm so với năm ngoái. Hiện giá bán tiêu tại vườn dao động từ 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng một ký và có xu hướng giảm khi bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Đối với sản xuất hồ tiêu hữu cơ thì trên địa bàn đã thành lập được một cái nhóm sản xuất hồ tiêu hữu cơ gồm 16 hộ trên 21,5 hecta. Giá hồ tiêu an toàn thì sẽ được hợp tác xã thu mua ngang bằng với giá thị trường hiện tại và cộng thêm 4.000 tiền thưởng và tiền tạp chất cho các hộ bán trên 1 kg. Những năm qua, việc sản xuất hồ tiêu hữu cơ, tiêu sạch đang được tỉnh Đồng Nai khuyến khích thực hiện và nhân rộng. Trong đó có dự án cánh đồng lớn ở cây hồ tiêu tại xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ. Người dân đã được hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nhân công, chi phí sản xuất, tăng năng suất và nâng cao chất lượng hạt tiêu. Thưa quý vị, từ sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu cho đến nay, nhờ thời tiết tốt nên ngư dân tại nhiều địa phương ở nước ta đã có những chuyến đánh bắt thuận lợi. Đặc biệt đó là ngư dân tại tỉnh Quảng Trị với số lượng lớn cá trích và ruốc. Mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi ghi nhận sau đây của Mùa Gì Ở Đâu. Tại khu vực biển Bãi Ngang, xã Do Hải, huyện Do Linh, ngư dân đã trúng đậm mùa cá trích đầu năm. Có những thuyền chỉ đi khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng đã thu về được hơn 1 tấn cá trích. Bên cạnh đó, các tàu khai thác ven bờ cũng đã trúng đậm cá khoai, ruốc tươi, mực lá và mực nang, mang lại sản lượng thủy hải sản lớn với giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Năm nay xuân Tân Sửu mới ra là như xuồng của tôi là đến 30 triệu rồi. Cái riêng mua cá trích hôm nay là đến hai bữa nay cũng được 1 tấn. Còn vừa rồi trước cá trích này là còn đi ruốc 5-7 tạ, cho nên là Tân Sửu năm nay là rất thắng lợi. Trong tháng 2 vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã có sản lượng gần 5.000 tấn thủy hải sản các loại, trong đó nhiều nhất đó là cá trích, được thương lái mua tại chỗ với giá khoảng từ 15.000 cho đến 20.000 đồng một kg. Thưa quý vị,
vị, trong những chương trình trước thì Mua Gì Ở Đâu đã giới thiệu đến quý vị khán giả một số những mô hình nuôi tôm kết hợp với các đối tượng khác như là cua, cá, sò huyết, cung cấp cho thị trường rất nhiều những sản phẩm sạch và đảm bảo chất lượng. Và tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu về một mô hình nuôi vọt kết hợp với nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau. Mô hình nuôi vọt bổ béo với giống vọt được mua từ tỉnh ven biển như Kiên Giang, Bạc Liêu hay Bà Rịa Vũng Tàu. Sau 7 tháng thả nuôi nhờ điều kiện kỹ thuật, cách chăm sóc phù hợp nên vọt phát triển rất tốt, trọng lượng đạt khoảng 10 con mỗi ký. Vọt thương phẩm hiện đang bán thị trường với giá 45.000 đồng một ký. Cái diện tích nuôi vọt thì phải nói là 1-2 hộ nuôi diện tích tương đương 1-2 hectare. Nhưng mà qua đó thì thấy cái năng sức, rồi cái chất lượng, cái hiệu quả phải nói là đạt. Bên cạnh những loại thủy sản nổi tiếng như tôm, cua thì vọt cũng là một trong những loại đặc sản được yêu thích của tỉnh Cà Mau. Nhờ vị ngọt, độ dai giòn đặc trưng cùng quy trình chăm sóc tự nhiên mang lại sản phẩm sạch nên vọt có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và thực hành trên thực tế, một vườn rau 60 tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho thị trường sản phẩm rau hữu cơ vừa đảm bảo chất lượng vừa an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Và thưa quý vị, đó là nhờ việc ứng dụng công nghệ vào công tác chăm sóc rau ngay từ những ngày đầu ươm mầm, đồng thời thì minh bạch trong quá trình sản xuất nhằm mang lại chất lượng và cả niềm tin đối với người tiêu dùng. Không trồng trên đất ô nhiễm, không tưới nước ô nhiễm, không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật, không thuốc kích thích tăng trưởng và không giống biến đổi gen. Đây chính là nguyên tắc 60 của vườn rau hữu cơ này. Theo đó, quá trình chăm sóc rau đã được kiểm duyệt và thực hiện thủ công như dùng phân hữu cơ từ động vật, thực vật, dùng vi sinh khống chế sâu bệnh, bắt sâu bằng tay hoặc dùng máy hút côn trùng. Trong khi đó, để đảm bảo quá trình trồng rau như trên được diễn ra đồng bộ và tiết kiệm, công nghệ hiện đại cũng đã được ứng dụng tại vườn, khi cả vườn rau và người nông dân chăm sóc đều được quản lý trên một ứng dụng điện thoại. Những cái gì mà có cảm thấy thay đổi ấy, thì quản lý gọi điện về hoặc là bổ sung thêm. Còn không nữa thì cô cứ theo trên app và làm. Tất cả những hành động của công nhân của mình trên vườn, phun cái gì, bắt sâu cái gì, nó đều cập nhật lên app. Như vậy thì cái nhật ký của cái bó rau đến tay của khách hàng nó có đầy đủ các thông số. Hiện những bó rau sạch 60 đã đến tay người tiêu dùng thông qua các chuỗi siêu thị lớn nhỏ tại nhiều tỉnh thành. Không chỉ ứng dụng công nghệ trong quá trình chăm sóc, mỗi loại rau sau khi thu hoạch, đóng gói và đưa ra thị trường đều được dán mã QR riêng biệt nhằm dễ dàng trích xuất nguồn gốc chính xác từ luống rau, giúp quý vị khán giả có thể biết được toàn bộ thông tin về loại rau mà mình đã chọn mua. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ gửi đến quý vị khán giả thông tin về hai sản phẩm mới đến từ các thương hiệu quốc tế, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích sô-cô-la. Đầu tiên sẽ là Trader Joe's với những chiếc bánh quy sô-cô-la hoàn toàn mới. Với hình dáng như một chiếc bánh sandwich, Aussie Style Chocolate Cream Sandwich là sự hòa quyện tuyệt vời giữa lớp kem sô-cô-la và hai mẫu bánh quy giòn rụm. Tất cả đều được phủ thêm một lớp sô-cô-la mịn. Điều này có nghĩa là với mẫu bánh này thì Trader Joe's đã mang đến 3 lớp sô-cô-la cho người dùng. Sản phẩm sẽ hoàn hảo hơn khi dùng với cacao nóng, sữa hoặc cà phê bằng cách nhúng chocolate cream sandwich vào các loại thức uống trên và thưởng thức để có thể cảm nhận được rằng tất cả đã cùng hòa quyện giữa hương vị chủ đạo của sô-cô-la. Hiện sản phẩm đang được bán trên trang ebay.com với giá vào khoảng 440.000 đồng. Trong khi đó, nếu là một người mê món bánh quy que chấm với các loại sốt thì quý vị không thể nào bỏ qua sản phẩm bánh quy chấm sô-cô-la đến từ Sabra, một hãng sản xuất đồ ăn vặt nổi tiếng của Mỹ với các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Mục tiêu của Sabra là tạo ra thói quen ăn uống lành mạnh cho mọi người, với sản phẩm chính của mình là dạng bánh quy đi kèm với sốt chấm. Mới đây, thương hiệu này đã ra mắt sản phẩm bánh quy Graham Hackrack với sốt chấm Brownie. Với tiêu chí tốt cho sức khỏe, bánh quy và cả sốt chấm đều được làm từ nguyên liệu thực vật, mà cụ thể ở đây là đậu gà, một loại đậu chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, tất nhiên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng. Sản phẩm với giá khoảng 92.000 đồng sẽ bao gồm một bịch bánh quy Graham Hackrack dạng que được làm từ bột đậu gà và một phần sốt brownie đậm đà hương vị cacao. Quý khán giả có thể tìm mua sản phẩm trực tiếp tại các cửa hàng nhập khẩu hoặc website tại walmart.com.
quý khán giả đừng quên theo dõi kênh Facebook và YouTube của Mùa Gì Ở Đâu để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Còn bây giờ thì Phương Uyên cùng với Phương Ly xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai cũng trên kênh HTV7.